Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 22 tháng 7, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. 6 tháng đầu năm 2021, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái được Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tâm trạng, tư tưởng của cán bộ đảng viên, nhân dân trên địa bàn. Lực lượng tham mưu giúp việc Ban chỉ đạo 35 các cấp được củng cố tăng cường theo phương châm phòng ngừa từ sớm từ xa, gắn chặt giữa xây và chống, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Công tác quản lý báo chí, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ được đảm bảo, không để các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng xuyên tạc, hình thành điểm nóng trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các cơ quan truyền thông bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp mở các chuyên trang chuyên mục, đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền. Nhóm chuyên gia, tổ công tác viên hoạt động tích cực hiệu quả. Hệ thống fanpage của Ban chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, tạo hiệu ứng lan tỏa thông tin sâu rộng. Trong đó, 6 tháng đầu năm 2021, hệ thống trang Yên Bình ngày mới, Yên Bình 24/7 tiếp tục hoạt động hiệu quả, chia sẻ trên 2.000 lượt. Fanpage Hương Quế Văn Yên đã có trên 1.500 người theo dõi, trên 13.800 lượt tiếp cận. Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã tích cực tuyên truyền thành tựu, bước đột phá trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp của các địa phương trong tỉnh, gương người tốt việc tốt trong các chương trình phát sóng, với trên 22.000 tin, trên 4.000 bài phóng sự và trên 4.000 thông điệp. Báo Yên Bái đã triển khai tuyên truyền chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, pháp luật nội chính với trên 40 bài ảnh và gần 120 tin bài ảnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá kết quả 6 tháng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đồng thời tiếp tục làm rõ những bất cập trong thực hiện triển khai nhiệm vụ và chia sẻ kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và một số nội dung liên quan đến vấn đề tôn giáo. Ngày 22 tháng 7, Hội đồng nhân dân huyện Lục Yên khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ hai đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự kỳ họp có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm, đại dịch COVID-19 đã có nhiều tác động tiêu cực tới thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như đời sống của nhân dân. Với sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, kinh tế xã hội của huyện 6 tháng đầu năm 2021 đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2020, trong đó tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 34.100 tấn. Tổng đàn gia súc chính đạt 101.000 con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại 5.100 tấn, trồng rừng mới vụ xuân đạt trên 2.100 ha, tổng thu ngân sách đạt trên 142 tỷ đồng. Tổng giá trị sản lượng công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt trên 938 tỷ đồng. Tại kỳ họp, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, phân tích những khó khăn hạn chế bất cập, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục, triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Ngày 22 tháng 7, Sở Công Thương phối hợp với Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị trực tuyến tư vấn tiêu chí xuất khẩu và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm qua sàn Alibaba.com nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Yên Bái đẩy mạnh xuất khẩu và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Sàn giao dịch Alibaba.com là nền tảng thương mại điện tử quốc gia, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp kết nối doanh nghiệp, là mô hình kinh doanh giao dịch qua Internet, giúp kết nối các doanh nghiệp với nhau nhiều hơn. Sau khi đăng ký, các doanh nghiệp có thể tìm kiếm bạn hàng, đặt hàng, ký kết hợp đồng, thanh toán qua hệ thống này. Là tỉnh miền núi, Yên Bái có nhiều sản phẩm đang tiêu thụ trên nhiều nước trên thế giới như chè, quế, bột đá, quặng sắt. Tuy nhiên, việc phát triển thị trường còn chậm, sản lượng còn ít. Vì vậy, việc tham gia sàn thương mại điện tử Alibaba sẽ mở ra cơ hội cho nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thuận lợi trong việc giao dịch điện tử trong nước và quốc tế, kết nối với doanh nghiệp trên thế giới để hợp tác đầu tư, nâng cao chất lượng, mở rộng sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu. Tại hội nghị, Cục Xúc Tiến Thương mại và nhóm chuyên gia của sàn Alibaba đã tư vấn cho các doanh nghiệp về truy xuất nguồn gốc, đánh giá yêu cầu của thị trường, mở mã hàng hóa, cách phân tích thị trường và các dịch vụ sản phẩm của Alibaba. Qua đó giúp các doanh nghiệp có giải pháp nắm bắt cơ hội kinh doanh thông qua thương mại điện tử tại Việt Nam.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, 6 tháng qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các đơn vị doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch với phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả. Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động triển khai chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền đến đoàn viên, công nhân lao động trong tỉnh kịp thời nắm bắt diễn biến của dịch COVID-19 để có phương án chủ động phòng ngừa, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong công tác phòng chống dịch, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp công đoàn, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, đặc biệt là thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã vận động hỗ trợ trên 50.000 chiếc khẩu trang, hơn 400 lọ nước sát khuẩn và các nhu yếu phẩm phục vụ các điểm cách ly, chốt phòng dịch với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng. Hỗ trợ cho 220 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Từ nay đến hết năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến đoàn viên, công nhân lao động, chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Chính phủ, khuyến cáo của ngành y tế và chính quyền địa phương, đồng thời triển khai hiệu quả các chương trình thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị doanh nghiệp với tổ chức công đoàn nhằm mang lại lợi ích tốt cho đoàn viên, công nhân lao động. Huyện Lục Yên vừa ra quyết định xử phạt 2 trường hợp có hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 tại thôn Ngòi Ngần, xã Tô Mậu. Theo thông tin, sau khi đi về từ tỉnh Bắc Ninh, bà Trương Thị Đê và con trai là Hoàng Thành Hát bắt buộc phải thực hiện cách ly tại nhà theo quyết định của Ủy ban Nhân dân xã Tô Mậu từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7. Tuy nhiên, mới thực hiện cách ly tại nhà được 10 ngày, bà Đê và anh Hát đã tự ý xuống Bắc Ninh để giải quyết công việc. Sau khi phát hiện sự việc, Ủy ban Nhân dân xã Tô Mậu đã xử phạt mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng, đồng thời tiếp tục ra quyết định cách ly tại nhà đối với bà Đê và anh Hát. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước diễn biến hết sức phức tạp. Do vậy, người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, dự án đô thị thương mại du lịch Apex Golden Valley Mường Lò tại thị xã Nghĩa Lộ được khởi công vào tháng 8 năm 2020. Với quy mô xây dựng 283 căn biệt thự, nhà ở liền kề, nhà phố thương mại và khách sạn 6 tầng, đạt tiêu chuẩn 3 sao. Cùng với tổ hợp công trình công cộng, thương mại và dịch vụ tiện ích trên diện tích 16 hectare, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2022. Tuy nhiên, có một thông tin liên quan đến hạng mục của dự án về kiểu kiến trúc nhà sàn úp ngược được báo Dân tộc và Phát triển.vn đăng tải ngày 19 tháng 7 vừa qua, khiến đồng bào Thái có ý kiến. Trước thông tin này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Trần Việt Quý, Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, là xin ông cho biết quan điểm của Sở Xây dựng về báo là đồng bào dân tộc Thái lên tiếng về công trình nhà sàn úp ngược được dự kiến xây dựng tại thị xã Nghĩa Lộ do báo điện tử Dân tộc và Phát triển đăng tải ngày 19 tháng 7 vừa qua. Việc xây dựng các khu đô thị nói chung và các những cái công trình kiến trúc trong đô thị và những cái công trình kiến trúc mang tính điểm nhấn của đô thị thì sự vào cuộc của các tổ chức, cá nhân, các hội nghề nghiệp, cộng đồng dân cư là việc làm cần thiết. Mà hiện tại thì Sở Xây dựng đang rất coi trọng những cái công việc như này. Nội dung thứ hai đối với lại công trình nhà sàn úp ngược được dự kiến đầu tư xây dựng thì đến nay hiện tại Sở Xây dựng thì chưa nhận được bất cứ một cái hồ sơ liên quan đến công tác mà trình thẩm định phê duyệt của nhà đầu tư. Đấy, thì đấy là cái nội dung mà qua phản ánh của báo chí thì chúng tôi mới được biết là ý định của nhà đầu tư và ý tưởng của nhà đầu tư là như vậy. Hiện nay thì chưa nhận được bất cứ cái hồ sơ nào. Thực tế thì những cái công trình mà nó cũng có ý tưởng về kiến trúc, đặc biệt đối với kiến trúc người đồng bào dân tộc ít người mà nó đã là kiến trúc truyền thống, thì việc mà đưa những cái hình thái về lai tạo kiến trúc thì cái hình thức đấy thì chúng tôi cũng không khuyến khích. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đối với những công trình mà nó đi ngược lại đối với cái truyền thống về kiến trúc Việt Nam thì những cái công trình như thế thì bình thường khi đưa ra thông hội đồng thẩm định thì cũng đã không thể qua được cái bước thẩm định rồi. Cái quan điểm của Sở Xây dựng thì chúng tôi hiện tại thì luật kiến trúc đã ra đời, nghị định 85 đã có, thì chúng tôi đang xây dựng cái gọi là quy chế quản lý kiến trúc của tỉnh Yên Bái, thì trong đấy chúng tôi sẽ nhấn mạnh những cái nội dung về kiến trúc đồng bào dân tộc ít người trên địa bàn tỉnh và sẽ đưa ra một số những quy chế đặc thù để mà khuyến cáo các nhà đầu tư, các đơn vị tư vấn để thiết kế cho nó phù hợp với điều kiện hiện hành. Thưa ông, là trong quá trình thực hiện dự án này thì công ty cổ phần tập đoàn Apex đã có thực hiện chấp hành các quy định pháp luật về xây dựng dự án này như thế nào
và đã trình Sở Xây dựng để thẩm định cái dự án này hay chưa? Trong cái quá trình đầu tư xây dựng ấy thì công ty cổ phần tập đoàn APEC thì cũng cơ bản là hoàn thiện tất cả những cái bước trình tự về xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành. Trong đó thì cái đồ án quy hoạch thì cũng đã được Ủy ban dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 2640 ngày 5 tháng 1 năm 2019. Và các công trình về hạ tầng kỹ thuật khu đô thị thì cũng đã được Sở Xây dựng thông báo kết quả thẩm định. Thì đây là một trong những cái khu đô thị mà có quy hoạch chi tiết từ 1500 được phê duyệt. Nên là cái công tác về cấp giấy phép xây dựng thì là được hoàn toàn được miễn theo quy định pháp luật hiện hành. Thì mình cũng báo cáo thêm các anh là cái khu đô thị này thì cũng là một trong số những khu đô thị đầu tiên của tỉnh Yên Bái về thu hút các nhà đầu tư về kinh doanh bất động sản và khu đô thị. Trước ý kiến phản hồi của đồng bào dân tộc Thái về bài báo nơi trên, thì ông có thể cho biết là về phía sở đã có những trao đổi gì về phía chủ đầu tư là công ty cổ phần tập đoàn APEC về hướng xử lý cái vấn đề này? Ngay sau khi có thông tin bài báo thì chúng tôi cũng đã tiếp cận ngay và có trao đổi với nhà đầu tư. Thì chúng tôi được biết thì đây là một trong những cái ý tưởng mà nhà đầu tư dự kiến đầu tư xây dựng. Đấy, thì đã là một cái công trình kiến trúc thì bao giờ nhà đầu tư hoặc là những đội ngũ kiến trúc sư sẽ đưa ra một vài ý tưởng để tham khảo. Đấy, thì qua trao đổi với nhà đầu tư chúng tôi cũng được biết đây là một trong số những ý tưởng cái khu cảnh thiết kế khu cảnh quan của cái khu cảnh quan lõi giữa của cái khu đô thị của APEC trong Nghĩa Lộ. Thì đến nay thì nhà đầu tư đã có trao đổi lại là cái ý tưởng này đã không phải là cái ý tưởng đã được lựa chọn của nhà đầu tư, và nhà đầu tư đã có một ý tưởng khác dự kiến trong thời gian tới thì sẽ trình Sở Xây dựng thẩm định và trình và có thể đưa vào đầu tư xây dựng. Đấy, tuy nhiên thì đối với những cái công trình mà ngay như tôi đã nói từ lúc đầu, đối với những công trình kiến trúc cảnh quan có cái tính chất nó đặc sắc, có những cái tính chất là cái không gian đô thị, là điểm nhấn của đô thị, thì đối với những nội dung này thì Sở Xây dựng đặc biệt quan tâm. Quay lại những cái ý tưởng của công ty APEC thì chúng tôi nhận thấy là ngay sau khi mà công ty mà đợt tới mà có cái phương án trình về cái nội dung về cái công trình điểm nhấn này thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức xin ý kiến rộng rãi, đặc biệt là các hội nghề nghiệp ở trong tỉnh, hội kiến trúc sư, hội văn học nghệ thuật và thị xã Nghĩa Lộ và cộng đồng dân cư giáp danh với khu vực thực hiện dự án. Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Văn Yên đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư, đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các đơn vị doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội cùng chung tay làm nhà cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, tuổi cao, thường xuyên ốm đau. Nhiều năm qua, ông Nguyễn Đức Luận, thôn Gốc Quân, xã Đông Quương, huyện Văn Yên, sống trong ngôi nhà chật hẹp, cũ nát. Năm 2021, gia đình ông là một trong ba hộ trên địa bàn xã được hỗ trợ xây nhà theo kế hoạch 118 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở. Ngoài số tiền được hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình ông còn được anh em hàng xóm giúp đỡ ngày công lao động để làm nhà. Chúng tôi làm được gian nhà như thế này thì chúng tôi trước hết là xin cảm ơn Đảng và Chính phủ, rồi các cấp, ban lãnh đạo, tỉnh, huyện, rồi xã, thế rồi là trong thôn đội thì cũng sẵn sàng hỗ trợ về ngày công. Thế nên là thực sự là gia đình rất vui mừng và rất phấn khởi. Xác định xóa nhà tạm, nhà rột nát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xóa đói giảm nghèo bền vững và ổn định đời sống người dân, cùng với huy động cán bộ viên chức tham gia đóng góp hỗ trợ việc xóa nhà tạm. Xã Đông Quương đã kêu gọi vận động các nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp cá nhân cùng chung tay ủng hộ để làm cho các hộ nghèo. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, thì Thường trực Ủy ban xã cũng đã họp bàn thế và tổ chức tuyên truyền vận động đến các đoàn thể chính trị xã hội của trên địa bàn xã ủng hộ về ngày công. Thế và đặc biệt thì như nhà chị Kiểm ở đây thì chúng tôi đã huy động đến doanh nghiệp, đó là hợp tác xã Mạnh San, hỗ trợ toàn bộ cái phần đào nền nhà cũng như là san nền nhà, đào móng nhà để mà xây dựng. Thế và với cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì đến nay thì trên địa bàn xã ba nhà thì đã thực hiện xong hai nhà. Thế và nhà này thì dự kiến là trong tháng 7 này chúng tôi sẽ hoàn thành để đưa vào sử dụng cho hộ nghèo. Theo kế hoạch 118 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, xã An Bình có 5 hộ được làm nhà. Để giúp các hộ nhanh chóng có nơi ở mới, xã đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên đôn đốc vận động giúp đỡ các hộ gia đình làm nhà, đảm bảo theo đúng quy định. Đến thời điểm hiện tại thì đối với xã An Bình thì đã
hoàn thành xây dựng mới hai nhà và hoàn thành việc sửa chữa cho một nhà. Hiện nay còn hai nhà trong trường hợp, đối với trường hợp mà xây dựng nhà ở mới thì đã được khởi công và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 9 năm 2021. Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở, thời gian qua huyện Văn Yên đã chủ động thành lập các đoàn công tác xuống các xã thị trấn tiến hành khảo sát đánh giá cụ thể từng nhà để đưa vào kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành và các xã thị trấn để nhanh tiến độ thực hiện. Để có nguồn lực hỗ trợ cho các hộ làm nhà, huyện Văn Yên đã huy động các nguồn lực hỗ trợ làm 74 nhà cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở. Trong cái kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh thì đến nay là đã khởi công được 30 trên 33 nhà và trong đó đã có 13 nhà đã hoàn thành 100%. Và 41 nhà ngoài cái kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh thì đến nay là đã có 28 trên 41 nhà đã khởi công và đến nay đã có 10 nhà đã hoàn thành 100%. Và dự kiến là đến từ nay đến cuối tháng 7 thì sẽ 100% số nhà còn lại chưa khởi công sẽ tiếp tục khởi công và sẽ phấn đấu để sẽ cơ bản là trong tháng 9 là sẽ hoàn thành 100%. Thời gian tới, huyện Văn Yên tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động hỗ trợ hộ nghèo sửa chữa và làm nhà mới, tạo sinh kế để người nghèo vươn lên phát triển kinh tế, góp phần thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn. Khi tham gia bảo hiểm y tế, người dân sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả toàn bộ hoặc một phần chi phí khám chữa bệnh nếu không may bị ốm đau, tai nạn. Những đối tượng được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến gồm 5 nhóm sau. Nhóm 1 gồm các đối tượng: người có công với cách mạng theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, người thuộc diện hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo. Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Nhóm 2, các đối tượng sau được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945. Người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945, khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Trẻ em dưới 6 tuổi. Nhóm 3, người tham gia bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh tại tuyến xã. Nhóm 4, các trường hợp đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế mà chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Nhóm 5, người bệnh tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ khi tự đi khám chữa bệnh vượt tuyến. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh trái tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng khi đi khám đúng tuyến với các tỷ lệ sau. Tại bệnh viện tuyến trung ương 40% chi phí điều trị nội trú. Tại bệnh viện tuyến tỉnh 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước từ năm 2021. Tại bệnh viện tuyến huyện 100% chi phí khám chữa bệnh. 12 trường hợp khám chữa bệnh không được hưởng bảo hiểm y tế. Gồm các chi phí khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con, vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật đã được ngân sách nhà nước chi trả. Điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng. Khám sức khỏe. Xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị. Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nhi hay của sản phụ. Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ. Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt, trừ trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi. Sử dụng chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng. Khám chữa bệnh, phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa. Khám chữa bệnh nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác.
giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần. Tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học,